Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giải bài tập số 29, tính tích tất cả các ước số của số nguyên dương n. Đấy, tức là nó tính tất cả các tích của số nguyên dương n. Ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ. Ví dụ như n đây bằng 4 đúng không ạ? Và thì mình sẽ tính được các ước của nó là 1, 2 và 4. Đấy. Thì tích của tất cả các ước số của đây là số 4 ạ. Của 4 sẽ là s sẽ bằng 1 nhân 2 nhân 4 là bằng 8 đúng không ạ? Đấy, thì đây chính là cái ví dụ để minh họa cho cái đề bài này, yêu cầu này. Thì cái ý tưởng của bài này thì mình sẽ đầu tiên thì mình sẽ tìm ra các ước của nó. Đấy, và sau đó sẽ tính tích. Thì tìm ước như thế nào và tính như thế nào thì mình sẽ viết cốt ở dưới đây. Đấy. Thì đầu tiên nữa để viết code thì mình cũng phải khai báo một số cái thư viện cho nó. Đấy. Đây mình sẽ khai báo thư viện Studio, Corneo và Math. Đấy. Và trong cái hàm main này thì mình bắt đầu khai báo cái biến n là cái biến mà số tự nhiên mình cần mình nhập vào đấy. Đây số nguyên dương đấy. Và sẽ khai báo một cái biến tích. Đây mình khai báo tích luôn ạ. Tích và ban đầu mình sẽ khởi tạo cho nó giá trị bằng 1 đúng không ạ? Và sẽ bắt đầu nhập vào cái số n. Đấy. Nhập n. Đúng không ạ? Sau thì sẽ sử dụng một câu lệnh scanf. Vì n là số nguyên dương nên đây sẽ là phần trăm d. Và đây sẽ là và n đúng không ạ? Sau khi đã nhập n vào thì mình sẽ sử dụng một câu vòng lặp for để có thể mục đích của nó sẽ tìm được cái ước của số nguyên dương n. Mình sẽ sử dụng một cái biến chạy y và khởi tạo giá trị ban đầu cho nó bằng 1, nó sẽ chạy đến n đúng không ạ? Nó sẽ chạy từ 1 cho đến n. Tất nhiên đây sẽ là y cộng cộng đúng không ạ? Và nếu như cái n chia cho y đúng không ạ? Đây n phần trăm y bằng bằng 0, tức nghĩa là n chia dư cho y, chia lấy dư đấy ạ, bằng 0, tức là nó chia cho y, số dư của phép chia bằng 0, thì nó sẽ làm công việc sau. Nếu như nó tiếp tục kiểm tra xin lỗi các bạn. Sau khi đã cái nó đã tìm được cái y này, n chia cho y thì nó sẽ in ra cái y, print ra y, đúng không ạ? In ra những cái ước của nó. Đây sẽ là phần trăm d và đây sẽ là y, địa chỉ của nó sẽ là y và sau đó sẽ print ra cái kết quả. Đây ta phải tính tích nữa đúng không ạ? Tích sẽ bằng tích nhân cho y đúng không ạ? Sẽ bằng cái tích ban đầu nhân cho y và ban đầu bằng 1 đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ nhân lần lượt như vậy. Nếu như có cái y nào nó và sau khi đã tính được cái tích thì mình sẽ in ra cái giá trị tích đó. Đây sẽ là tích các tất cả các ước. Tất cả các ước của phần trăm d là phần trăm d. Đây sẽ là n và giá trị tích, địa chỉ tích. Đấy. Ta sẽ sử dụng một cái câu lệnh get. Rồi thì đây là toàn bộ cái code của chương trình. Thì mình sẽ giải thích lại một lần nữa đúng không ạ? Thì đầu tiên, ý tưởng của bài này thì mình sẽ gắn cái biến tích ban đầu cho nó là bằng 1 đúng không? Và sau đó mình sử dụng một cái vòng lặp for để mục đích của nó là để tìm được cái số
giá trị ước đấy, tìm được ước của số n này đó. Mình sẽ cho nó cái giá trị y này nó chạy từ 1 cho đến n đó. Và sau mỗi lần thì nó sẽ tăng lên một đơn vị, tăng y lên một đơn vị. Nếu như mà cái n này nó chia cho y thì sẽ in ra cái giá trị y đó. Thì nếu n chia cho y thì rõ ràng là y sẽ là ước của n, đúng không ạ? Ước số của n. Vậy sau đó mình sẽ in ra cái giá trị y này, và sau đó sẽ cái tích này sẽ được tính bằng tích nhân nhau y đấy. Và sau đó mình sẽ in ra cái giá trị tích vừa được tính đó. Rồi mình sẽ chạy cái đoạn chương trình này cho các bạn xem. Đấy, đây là toàn bộ code của chương trình. Rồi ở đây mình sẽ nhập là 4, đúng không? Như cái ví dụ lúc nãy thì tích thì nó đã in ra đây, đúng không ạ? Nó đã in ra các ước của nó là 1, 2, 4, đúng không ạ? Và nó đã in ra cái kết quả tích của tất cả các ước của 4 là 8, đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng 1 × 2 × 4, 1 × 2 × 4, đúng không ạ? Thì nó sẽ rõ ràng nó bằng 8, đúng không ạ? Đấy, thì nó hoàn toàn đúng với cái ví dụ lúc này mình đã đưa ra, đúng không ạ? Đây, hai kết quả như nhau, đúng không ạ? Rồi, trên đây là cái bài tập tính tích tất cả các ước số của một số nguyên dương n. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.